Trác Phàm từng là một ma hoàng của thánh vực, ở tập trước anh đã rơi vào tử huyệt, nguyên lực chi hỏa không đủ để luyện ngũ phẩm linh đan. Thế nhưng trong tay anh vẫn còn có cách, tuy có thể thất bại, nhưng điều đầu tiên anh phải làm chính là phải gáy thật khét để đè máu đối thủ. Để chứng minh cho lời nói bá khí của mình, Trác Phàm bắt đầu sử dụng đến thượng cổ bí pháp. Lúc này ngọn lửa ngày một lớn hơn, sức nóng cũng lớn hơn, nhìn qua có chút chật vật. Ha ha ha, tiểu tử thối, với tu vi của ngươi, căn bản không thể duy trì ngọn lửa. Ngươi luyện đan như vậy, đơn giản là tự tìm đường chết. Lão Nghiêm Tùng lại tiếp tục cười chê. Ếch ngồi đáy giếng, lão tử liền cho ngươi xem, khoảng cách giữa ta và ngươi là như thế nào. Nói xong câu đó, Trác Phàm cho lửa của mình nuốt hết dược liệu, hất tung lên trời. Ngọn lửa bùng lên theo hình dáng một khối cầu, bốc cháy kịch liệt. Cuối cùng dưới sự điều khiển của Trác Phàm, quả cầu lửa nổ tung. Trên lòng bàn tay anh có một loại hỗn hợp đỏ rực, nhìn giống như dung nham núi lửa. Trác Phàm mạnh mẽ nắm lấy. Mà lúc này, Nghiêm trưởng lão và nữ bình luận viên bên cạnh anh đã hít nó khói bụi, nhưng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ha ha ha, lão phu tưởng ngươi muốn làm gì? Kết quả chẳng phải là hủy hết toàn bộ dược liệu hay sao? Nghiêm Tùng lại chỉ trỏ vào thứ trong tay Trác Phàm mà cười lớn. Lão già, đừng lấy thường thức của ngươi để phán đoán lão tử. Kết quả chưa hẳn như ngươi nghĩ. Trác Phàm nói xong thì giơ bàn tay đang nắm dược liệu của mình hướng về phía mọi người. Lúc này từ những cái tay đang có một loại dịch thể vàng óng nóng hổi chảy ra, cho đến khi anh mở bàn tay, một viên đan dược vô cùng chói lọi đã được luyện thành hình trong nháy mắt. Các vị, ngũ phẩm linh đan luyện chế hoàn thành. Thấy Trác Phàm chỉ dùng ngọn lửa bình thường, mua vài đường yếu ớt đã luyện ra linh đan ngũ phẩm, tất cả mọi người đều là trợn trừng mắt trắng, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Lão Nghiêm Tùng lúc này đã sợ đến muốn xón đái ra quần. Đây là thuật luyện đan sao? Sao có thể? Lão già, bí thuật thượng cổ, nhất trưởng càn khôn, nghe qua chưa? Lão Nghiêm Tùng không biết đường trả lời, nhưng từ gương mặt có thể thấy sự khó tin và sợ hãi đã chạm tới cực độ. Bất ngờ chưa ông già, đây chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi. Khoảng cách giữa nhất đan khuynh thiên và độc thủ dược vương chính là một trời một vực. Sau khi đè màu lão Nghiêm Tùng, Trác Phàm búng viên đan dược vào tay Tiểu Nhã, nói mình tu vi không đủ, chỉ có thể luyện ra một viên ngũ phẩm thượng phẩm linh đan, như vậy không ảnh hưởng đến thứ hạng đấy chứ. Tiểu Nhã cầm viên đan trên tay mà chưa thể tin nổi, phải đứng hình mất mấy giây thì cô ta mới thông báo. Tống đại sư luyện linh đan ngũ phẩm hoàn thành, là quán quân của vòng 3, tiến thẳng vào vòng chung kết đan vương. Trác Phàm lại tiêu sái hất áo choàng thêm lần nữa, để cho mọi người nhìn rõ bốn chữ nhất đan khuynh thiên. Đồng thời gáy khách, chỉ cần lão tử ở trên vị trí này thì không một ai có thể đứng lên được nữa. Khán giả lần này đã như bùng nổ, đâu đâu cũng nghe thấy ba chữ Tông đại sư. Ở trên cao, Tạ Thiên Dương và Long Cử không khỏi nghĩ thầm, Trác Phàm đi đến đâu cũng đều trở thành một đại nhân vật, đừng nói ở thời loạn sẽ trở thành bá vương, cho dù muốn đứng lên làm bá vương ở thời bình, e rằng cũng chỉ là vấn đề ngày tháng. Mặc dù quen Trác Phàm đã lâu, nhưng mỗi lần gặp lại anh, Long Cử và Tạ Thiên Dương đều là rửa mắt lại mà nhìn, không thể biết được tiềm năng của Trác Phàm lớn đến nhường nào nữa. Cho đến bây giờ, Sở Khuynh Thành mới ngộ ra, chỉ có Trác Phàm mới chính là người đàn ông đáng tin cậy và dựa dẫm nhất. Ở dưới sân đấu lúc này, vì mọi người vẫn không ngừng gọi tên Tống đại sư, sợ sẽ ảnh hưởng đến những người thi khác, Tiểu Nhã bèn xin mọi người hãy nhường hưng phấn lại. Thế nhưng mọi người chỉ coi Tô Ta như không khí, mãi cho đến khi Trác Phàm giơ tay lên, chỉ nói có một câu là mọi người lập tức im bặt. Địa bàn này hầu như đang nghe theo Trác Phàm, Hoàng phủ Thanh Vân tức đến mặt mày tím tái, bởi vì nếu sự chú ý tập trung vào Trác Phàm càng nhiều, việc giết anh sẽ càng khó. Hơn nữa hắn cũng không thể tự mình ra tay, bây giờ chỉ có thể hạ thấp danh vọng của anh trước, mà việc này cũng chỉ có thể dựa vào một mình lão Nghiêm Tùng mà thôi. Nghiêm Tùng là nơi Hoàng phủ Thanh Vân gửi gắm hy vọng, nhưng lúc này ông ta lại phải đứng trong nỗi lo sợ để luyện đan, còn chưa biết phải xoay sở thế nào. Đà Đan Nương đã luyện chế xong, xếp thứ hai, tiếp theo đó là đệ tử của Nghiêm Tùng, Nghiêm Phục xếp thứ ba. Lúc này Trác Phàm đi tới, chế giễu lão ta, Nghiêm lão đầu, ông chẳng phải nói ván này giành top 1 sao? Thật không ngờ gái to như vậy mà top 3 cũng không giữ nổi. Ai ya, mất uy tín quá, lão tử hôm nay chính là muốn đá ông ra khỏi cuộc đó. Thấy Trác Phàm nhục mạ Nghiêm Tùng như vậy, Tạ Thiên Dương cười vô cùng sảng khoái, mấy tỷ muội Hoa Vũ lâu lúc này dường như đã không nhịn được, đành phải hỏi Long Cửu, người dưới kia rốt cuộc là ai, đến từ thế gia nào, chẳng có nhẽ còn là một đệ tử nội môn của tông môn bá đạo nào đó ra ngoài dạo chơi. Long Cửu ngược lại là cười lớn, thế gia, ha ha ha, tên nhóc đó chẳng qua chỉ là một ánh sao đơm đớm, làm sao xứng với hai chữ thế gia. Còn về tông môn, ta cũng chưa từng nghe nói. Nói chung trên người hắn đều là những thứ không thể lý giải được. Ngay cả Cửu Thúc cũng không biết, vậy tại sao các người lại tin tưởng hắn như vậy? Tần Thái Thanh hỏi. Lúc này, Tạ Thiên Dương đứng ra trả lời, tin tưởng, cho dù ta có tin ai thì cũng không dám tin thằng khứa này. Diện mạo của tên tiểu tử này chắc các vị còn chưa từng thấy qua nhỉ. Một giây trước còn khoác vai xưng huynh gọi đệ, một giây sau liền đem người bán đi, lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng. Nếu mọi người hoàn toàn tin tưởng hắn, có khi súng lỗ lúc nào còn không biết. Các người căn bản không thể ngờ được trên thế gian này lại có người tuyệt tình như vậy đâu. Lúc ta nhớ đến hình ảnh hắn bán đứng cờ giúp của ta, một nụ cười khinh bỉ và ánh mắt lạnh băng đó, trong lòng đều dậy lên nỗi sợ vô danh.
Nghe Tạ Thiên Dương nói xấu chồng mình, Tiêu Đan Đan lập tức lồng lên, ngươi nói phu quân ta là bạn ngươi, vậy mà ngươi lại ở sau lưng vu khống hắn như vậy, chẳng phải là cùng một loại phản bội sao? Lời ta nói là sự thật, ta thích nhất điểm này của hắn, đó là không ngụy tạo, Tạ Thiên Dương nói. Vậy sao các người còn làm bạn với hắn? Hoa Mẫu Đơn không hiểu hỏi. Lam Cửu và Thiên Dương nhìn nhau, sau đó phá lên cười nói, vì sao không thể trở thành bạn? Tần Thái Thanh và Hoa Mẫu Đơn càng là khó hiểu, nói như vậy há chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Nhưng ngay sau đó, Tạ Thiên Dương mới nói để cho bọn họ ngộ ra vấn đề. Tin tưởng và gửi gắm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, hắn tuy không phải là người đáng tin, nhưng tuyệt đối là một người rất đáng để gửi gắm. Tạ Thiên Dương đi đến ban công, chỉ tay về phía Trác Phàm mà nói tiếp, bởi vì hắn là người có thực lực, thử hỏi nếu hôm nay không có hắn ở đây, các người làm sao đối phó với lão già Nghiêm Tùng đó? Nếu không có hắn, ta e là sẽ mất đi người yêu thương nhất của ta, món nợ ân tình này có khi cả đời này ta cũng không trả hết. Cho nên từ buổi phán xét của Hoa Vũ Lâu và Dược Vương Điện, khi nhận ra hắn ta mới không nói lời nào. Mạo hiểm mang tai họa diệt vong có thể đổ lên đầu Kiếm Hầu phủ, giúp Hoa Vũ Lâu các người có thêm một cơ hội. Nghe Tạ Thiên Dương nói đến đây, mấy vị lâu chủ đều như muốn chết lặng, không ngờ Hoa Vũ Lâu thân là một trong bảy thất thế gia, vậy mà không bằng một tên nhóc, thiết nghĩ nếu lão còn sống, với tính khí bướng bỉnh của bà ấy, chắc phải tức chết thêm lần nữa. Lúc này ở dưới sân đấu, Trác Phàm đột nhiên hắt hơi một cái, thiết nghĩ là do Nghiêm Tùng đang chửi thầm anh trong bụng, cho nên anh nhất quyết phải đá đích cái lão già này ra khỏi đài. Phải làm sao? Đây là Nghiêm Tùng tự hỏi mình, bây giờ tốc độ của lão ta quá chậm, hơn nữa còn bị Trác Phàm đứng gần quấy nhiễu, nếu không hoàn thành được, chắc chắn sẽ bị đá ra khỏi cuộc chơi. Hết cách, lão già này tay rút ra ngân châm phong huyệt, cắm thẳng vào đầu, mục đích là để giúp tinh thần tập trung nhất, nhưng mà tình hình càng ngày càng căng. Tiểu Nhã đã nói đến cái tên của người thứ 9 hoàn thành phần thi rồi, vậy là chỉ còn một slot cuối cùng lọt vào vòng chung kết. Giây phút Trác Phàm tưởng như lão ta đã thất bại, thế mà lão ta vẫn còn tuyệt chiêu, đó chính là đấm mạnh vào ngực trái, ép cho thổ ra tâm huyết, bổ sung vào quá trình luyện đan. Bởi vì sử dụng chiêu này, cho nên lão Nghiêm Tùng cũng nhanh chóng luyện thành công đan dược, đưa mình lọt vào danh sách top 10 trong những phút chót. Mặc dù cách làm này có thể giúp cho ông ta vào vòng trong, nhưng Trác Phàm cũng không tỏ ra e ngại, vì anh biết, một khi lão ta dùng chiêu này, đã trực tiếp làm nguyên khí đại thương, cho dù vào vòng trong cũng không thể luyện đan thêm được nữa. Lão quỷ, ngươi đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi, Trác Phàm nói với Nghiêm Tùng. Vòng đấu cuối cùng, Tiểu Nhã tuyên bố có 10 người nhanh nhất vào vòng đế vương đan, còn lại đều bị loại hết. Điều này khiến các luyện đan sư trong top 20 vô cùng không phục. Trong đó còn có một người trực tiếp đứng ra kỳ kèo với trọng tài, nói mình chỉ luyện ra sau Nghiêm Tùng vài giây. Nhưng hắn luyện ra được đan dược ngũ phẩm thượng hạng, còn Nghiêm Tùng chỉ luyện được ngũ phẩm lịch phẩm đan mà thôi. Theo lý mà nói thì hắn mới xứng với vị trí top 10. Còn chưa kịp nói hết câu, con hàng này đã bị Trác Phàm quát câm miệng. Ngươi lúc nãy không nghe rõ quy tắc sao? Lần này là do tốc độ. Ngay cả đề bài chưa hiểu hết mà đã luyện đan, thua là đáng đời, còn có mặt mũi gì ở đây mà kêu gào như con chó điên. Đừng nói là các người một trước một sau luyện ra linh đan, cho dù là các người là cùng lúc luyện ra, nhưng lão già này mở mùng trước thì cũng là lão già này thắng. Thấy hai người từng là kẻ địch của nhau, vậy mà hết lần này tới lần khác công nhận cho nhau, nhóm khán giả càng là không thể lý giải chuyện này một cách hợp lý. Trong lòng các người nghĩ gì lão tử đều hiểu rõ, không sai, lão tử quả thật rất muốn đá đít lão già này ra khỏi cuộc chơi, nhưng lão già này đã dùng đến tâm huyết để luyện đan. Mất một nửa cái mạng nhỏ mới có thể trụ lại, vậy thì âm mưu của ta tư rồi, không còn gì để nói, nhưng trong vòng quyết đấu đan vương tiếp theo, lão tử nhất định sẽ thắng. Và trong khoảng thời gian này, lão tử không cho phép lão già này bị miệng lưỡi bên dưới ép rời khỏi sân, như vậy có nghĩa là sự sỉ nhục đối với luyện đan sư ta. Cách ứng xử này của Trác Phàm ngược lại là làm cho Nghiêm Tùng sững người, quả thật chơi như vậy là rất fair play. Khán giả lại một lần nữa vỗ tay tán thưởng không ngớt. Lúc này ngoài ba chữ Tống đại sư ra, mọi người dường như chẳng còn nghe thấy âm thanh nào. Nghiêm Tùng không nói không rằng, một mạch quay đầu đi vào trong sân thi đấu, nhìn thấy một màn này, Lão Cửu và Tạ Thiên Dương cũng không khỏi ngợi khen, Trác Phàm tuy bị ổi vô sỉ, tội ác gì cũng dám làm, nhưng không thể nói là tiểu nhân, chỉ có thể dùng hai chữ ác nhân mà hình dung hắn, mà phần ác này lại là ác rộng lượng, ác anh hùng nó mới chất chứ. Đến cả Hoàng Phủ Thanh Vân, đường đường là nhị công tử của đế vương môn cũng phải mở miệng, ta tài thật sự không bằng người. Thấy Hoàng Phủ Thanh Vân nói ra câu đó, Lâm trưởng lão còn tưởng Hoàng Phủ Thanh Vân muốn thu nạp Trác Phàm, nhưng hắn ta ngược lại nói không, bởi vì một núi không thể có hai hổ, nếu như không diệt trừ Trác Phàm từ sớm, sau này Trác Phàm rất có thể sẽ trở thành kẻ thù mạnh nhất của đế vương môn. Sau khi tiếng reo hò qua đi, vị luyện đan sư kia mới cúi người xin lỗi Trác Phàm. Trác Phàm nói chỉ phải, Trác Phàm chính là chân lý. Bình luận viên Tiểu Nhã lúc nãy cũng đã nghiêng hẳn về phía anh, xém chút nữa là đổ dạp, khen anh thật biết lấy đức phục người. Chỉ có riêng Trác Phàm là không nghĩ như vậy, anh là muốn lấy nắm đấm phục người thì đúng hơn. Sau đó, Tiểu Nhã tuyên bố top 10 luyện đan sư vừa rồi đi vào vòng đấu thứ tư, tranh đoạt giải thưởng Bồ Đề Tu Căn, cũng chính là bảo vật trấn lâu của Hoa Vũ Lâu. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha.
Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.